Hùng Rô Cứu Ngạo. Yêu người nước ngoài gọi là ngoại tình, yêu người trong chùa thì là tự tình, nhưng yêu người bị bệnh nhảy mũi phải kêu là cảm tình. Yêu tới lần thứ tư gọi là tình tứ, mà yêu tới lần thứ bảy thì lại là thất tình. Yêu người bị chảy máu gọi là thương tình. Vậy yêu nhầm bồ người khác bị đánh bầm mặt thì kêu là gì? Thâm tình. Yêu động vật phải chăng là lừa tình? Đang giải quyết công việc mà yêu người ta bảo đấy là làm tình. Còn yêu người ở trong hang đúng nghĩa là động tình. Yêu thêm một người nữa để xê cuột chắc chắn là phụ tình. Yêu người có cây đèn pin phải chăng là tỏ tình? Còn yêu người nói nhiều thì chỉ có thể là ngôn tình. Yêu tất cả những thứ quần áo bên trong chẳng qua chỉ là nội tình. Yêu nhầm người ngốc gọi là si tình.